Chú Bơm, nghỉ tay uống hớp chè đã nào. Chè mới đây. À, vâng. Mới hôm qua, cô em ở trên Thái Nguyên gửi cho một yến. Chú uống thử xem, nó có khác không? Mình tốt thì mình để uống, mà bình thường thì mình để bán hàng. Được quá rồi. Thơm chứ. Được đấy. Thôi, uống đi. Vâng. Hey! Sao đấy? Bác từ từ đã. Nó phải thế này. Chè này em ngửi mùi đã biết là ngon lắm. À. Cho nên mình phải có một cách uống khác. Thế à? Này uống trà kiểu khác à? Vâng. Thì mình cứ nghĩ anh em mình ngồi vỉa hè thì từ xưa đến nay uống thế nào chẳng được. Không. Nó phải thế này. Nó phải nâng lên tầm nghệ thuật. Có nghi lễ thôi. Thế nào? Thôi chú hôm nay bày vẽ gì? Rồi trông như kangaroo ấy. Arigato. À, arigato. Kita gua. Kala khoa. Satoshi la kagawa. La kaliku. Đấy, rồi. Giờ đây em bắt đầu. Nghi lễ chào xong. Thế phải thế này. À. Đấy. Đợi tí nhá. Kita gua. Arigato. Arigato. Kita gua. Kawasaki. Mitsubishi là Samsung. Samsung Mitsubishi Ajinomoto. Đấy, bây giờ bắt đầu ngửi. Bác nhớ là phải ngửi. Hương thôi mà. À. Đưa qua mũi một cái. Đấy. Chít một tí thôi, mồm của chúng mà. Tận hưởng. Tận hưởng. Có khác. Đấy. Nhưng cẩn thận không nuốt cả chén. Ừ. Chú học đâu cái thói uống trà ở đâu đấy? Hôm qua xem trên TV. Úi giời ạ, tôi đã tưởng chú mới du nhập cái môn mới, hóa ra là xem TV. Nhưng mà anh em mình, trời ơi, nói thế thôi chứ còn uống quen cái này rồi. Bây giờ uống cái này nó khó chịu lắm. Úi giời, đây này, chứ còn bình thường thì uống là nó phải thế này này. Ôi, em chào hai bác. Cái gì đấy? Xin lỗi. Hết cả mình. Này, hai bác ơi, đi qua thấy hai bác đang bàn chuyện về chè mà hấp dẫn quá. Em cũng muốn vào hầu chuyện. Hai bác thừa biết các cụ nhà ta có câu là gì nhỉ? Chè tam rượu tứ du hành nhỉ? Em vào đó là vừa đấy. Ngồi đây. Em xin chén. Được rồi. Báo cáo với chú là tôi với chú Bơm là đang thử cái loại trà mới. Vâng. Chú uống thử xem nó thế nào. Dạ vâng. Vâng, em xin bác. Xin lỗi. Sao thế ạ? Nhưng mà chú ở đâu đến đây ấy nhỉ? Em là thằng bán chè. Chè đấy. Bán chè à? Vâng. Thằng nào tự nhiên vào đấy cứ đang mải chuyện đấy, tự nhiên quá thì tôi lại cứ tưởng là quen chú Bơm. Em lại cứ tưởng là quen bác. Trời ơi, bán chè. Bán chè. Nhưng mà bây giờ cũng muốn thử cái chè của mình xem được. Sao nào? Được đấy chứ. Cái này cũng phải nói là hơi được luôn thôi. À. Nhưng mà này, đây mới là. Em giới thiệu với hai bác, đây cũng có loại chè đặc biệt nha. À. Hai bác thử xem. Đấy, bác cầm thử một thứ đấy. Thôi, hôm nọ tôi mua rồi, không mua đâu. Tôi vừa cũng có gửi xuống một yến rồi, tôi không mua đâu. Thì bác cứ bình tĩnh, đây là cái loại chè, là chè của em, là chè đặc biệt. Bác cứ pha được thì bác mua, không được trời thì thôi. À, ông nào đi bán hàng mà chả khen chè của mình đặc biệt, đúng không? À. Thôi được rồi, bây giờ thế này. Vâng. Bác phô thì bác đã mua rồi. Vâng. Thế nhưng mà bây giờ để tôi thử một tí. Ừ. Xong nếu mà được thì tôi lấy cho một ít. Vâng đấy. À, thôi được rồi. Mất gì đâu vừa. Bác cứ thử đi. Tôi đi lấy ấm xem nào. Vâng. Vâng. Mượn bác cái ấm. Bác cứ thử tí đi. Chăng ấy. Chăng hả? Vị tát là được. Vâng. Thơm ngọt rồi, ngọt rồi. Ngọt đậm rồi. Ngọt đậm rồi ấy. Thế là được rồi. Sao em? Ôi thế nó dẻo dẻo thế nào nhỉ? Vâng thôi. Chè ngon bây giờ nó phải dẻo như thế, nó phải quánh lại như là mình ăn đất sét. À quên, nó như là mình ăn kẹo cao su. Thấy không? Ừ. Đây. Đấy, bác xem đấy, đấy chè đặc biệt nó như thế này mà xanh biếc rồi, đấy. Hay là có cái gì mà... Cái gì đây? Cái gì mà lỏn nhỏn thế này? Cái gì? Đây này. Cái gì đấy? Bác không biết là cái gì à?
nhưng mà chè cơ mà sao lại trông như là cứt dê thế này? Đúng rồi, nó cứt dê chứ còn gì nữa. Cái gì? Thế sao lại cho cứt dê mà chè? Từ nãy đi qua thấy bác nói chuyện về chè, em cứ tưởng bác sành điệu về chè lắm. Hóa ra bác chả hiểu cái đấy gì cả. Thế là thế nào? Chè và chè cất dê mới là chè ngon. Thế bác không nghe các cụ nhà tao có câu là chè cất dê mà cà phê cất trồn không? Tôi chỉ nghe thì người ta bảo là cà phê cất trồn chứ chả ai thích bảo là chè cất dê bao giờ. Đấy, chính vì thế nên bác chả hiểu gì về chè. Quê em là cứ phải chè cất dê mà là thôi, ngon. Thôi, cứ bỏ cái cất dê ra. Cho dạ. Tôi ấm đây, tôi pha thử xem nó thế nào. Thơm này, thấy không? Dậy mùi như thế. Này, bơm ơi. Anh trẻ ơi. Dạ. Thế sao lại có cả mùn cưa ở đây được thế nào đây? Mùn cưa à? Ở đây này, toàn mùn cưa đây này, toàn mùn cưa đây này, ván đây này, mùn cưa đây này. Mùn cưa là đúng rồi. Thế sao lại cho mùn cưa vào trẻ? Hả? Vẫn là mùn cưa nhưng mà không phải cái loại mùn cưa bình thường. Mà đây là mùn cưa của chính cây trẻ luôn. Đấy. Thế như là thế nào, thế nào? Thế chứng tỏ là các bác chẳng hiểu gì về chè. Vậy mà từ nãy nói về chè có vẻ tâm đắc lắm ấy. Có nghĩa là cái cây chè khi nó chết rồi, một là người ta bỏ ra người ta đun, hai là người ta quẳng xuống ao cho cá nó rỉa. Đấy, còn cái loại này là em quẳng xuống ao cho cá nó rỉa. Xong thì tiếp theo là đến cái gì? Ngâm cho nó thối ra. Thối ra sau làm gì? Thối tóc em mày vớt lên. Bước lên rồi em bóc cái vỏ ra. Bác thấy không? Xong rồi em mới xử lý tiếp. Bóc cái vỏ ra chứ còn cái lõi. Thì em lấy lõi đây. Nhưng cái lõi nó có thối không? Úi trời, không những thối mà nó còn đầy giòi như bọ. Úi trời, tiếc quá. Thế sao chú làm? Chú lấy cái đấy làm gì? Đấy mới là gọi là mẹo, nó phải thế. Nhưng mà em được cái này nhặt sạch giòi bọ em vứt đi. Xong em phơi cho thật khô. Em nghiền nhỏ ra xong em sấy cùng với chè. Đấy, bây giờ nó mới ra cái hương vị đặc biệt như thế này. Thế đâu? Thế thấy chưa? Thơm như thế này, mùi nó rực hết này này. Nhưng mà tại sao lại sao lại màu nó lại đỏ như là nước tiểu cái thằng bị viêm cầu thận hay là thế nào? Kìa chú, nó giống như kiểu nước phù sa thôi. Đúng rồi, đỏ quạch cái này. Nói cho tôi ấy, từ từ hát lắm hả? Mà này có cái gì đọng ở dưới sao nhỉ, trông như đất ý. Hai bác chứng tỏ mắt vẫn còn tinh. Chính xác luôn. Sao? Đây, để em giới thiệu cho bác. Chính xác cái gì? Băng đất. Này, hết mùn cưa rồi các thứ, giờ lại có cả đất ở đây là như thế nào? Các bác cứ bình tĩnh để em giải thích. Thứ nhất là nó đỏ là vì sao? Vì cái quê nhà em là vùng đất đỏ. Trồng chè lên đấy thì nước chè nó phải đỏ chứ. Thế còn đất? Thế còn đất thì đây là của thiên nhiên nó tạo ra. Cái lá chè từ lúc nó còn xanh mơn mởn cho đến lúc nó già cỗi đi. Đấy. Bác biết là nó gặp bao nhiêu nắng gió đúng không? Đủ các thứ, coi như nó bay vào nó bám một cái lá chè. Sau khi em phải để nguyên thủy như thế, em ngắt ra em sao. Đấy, xong bây giờ nó mới được. Từ từ, này. Thế trước khi ông sao ông sấy thì ông không rửa chè đi à? Không vệ sinh à? Vâng, thế mà nói thế mà cũng đòi nói. Rửa đi thì còn gì, gọi là hương vị đặc biệt của chè nữa. Ôi, chè ngon thế này tôi sợ. Ai bác nay làm gì mà sớm thế? Cô đi đâu về thế hả? Em đi chợ về. Ui, sang đây ngồi uống chén nước. Quá, chúng tôi đang mạn đàm về cái vấn đề chè. Úi giời. Hôm trước mấy cô em ở trên Thái Nguyên có gửi xuống bảo nhờ mua hộ một yến, không chả biết nó có ngon hay không để uống. Hôm nay lại đang ngồi đây thì có cái chú này, chú xuống chú bảo chè của chú ấy ngon hơn. Thế à? Này hai bác nhá, hai bác mà mua chè này nhớ là phải nhờ em đấy. Em á, ngày xưa em mong hái chè vẹt cả tay này. Giờ mới nhớ ra quê này. Quê là cái vùng biên cương ấy là nhiều chè ngon lắm đấy này. Vâng, chả trách đi. Cô thử xem chè thế nào cái. Này bác ơi, thế bác mua chè ở đâu đấy? Thì đấy, chúng tôi là đang thử, đang nếm để xem là xong, nếu được thì mua ấy mà. Thế mua ở đâu? Đây này, của mang đến đây đấy mà. Đây của cái chú này này. Anh này này, anh này. Này. Chào chị. Có đúng là hôm qua ông bán chè thôi đúng không? Được không ạ? Tôi đừng cãi nữa. Ông ngày hôm qua, sáng qua vừa bán cho tôi chè xong. Cãi à? Không, chị xem ra chị lộn người rồi. Này, tôi không lộn người nhá, mà cũng không người lộn nhá. Tôi nói cho ông biết nhá, mặt đây này phèn phẹt như cái phèn la nhá, mắt úi rồi trông nhở úi rồi đảo như răng lạc á. Định chối cái phải không? Xin lỗi chị nhá, mặt tôi như thế này mà chị bảo mặt tôi phèn phẹt. Này, tôi không có cái lỗi gì để mà xin nhá. Tôi nói cho ông biết nhá, ông đừng có mà cãi nhá. Ông có muốn tôi đưa ông lên đồn công an không? Mà tôi hỏi chị là mắt tôi đang cận lòi ra mà chị bảo tôi là mắt đảo như răng lạc là thế nào? Cận là cận, tại sao không đeo kính? Không đeo kính mà vì sợ nó lên số. Này, 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 này.
Ôi giời ơi, cái mặt này mà đeo cái kính trắng vào là trông là cũng phong thủy lắm nhỉ. Không, anh thấy chưa, nghe thôi, không để đấy. Thôi đi, nhưng mà thế có lên được công an không? Có thôi, công an không? Hả? Ngồi xuống thích người à không? Không. Khổ quá thật nhỉ. Sao để đấy có đưa lên đột công an. Thôi thôi, nhá. Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Có cái chuyện gì mà mới hỏi thôi đã mua bán gì đâu. Mà sao cô cứ làm ầm ĩ lên thế? Ai dám bảo đây nữa. Quá buồn cười nhỉ. Thế chú đã thử chè chưa? Khổ quá thì đây. Tôi thử rồi. Chú bơm chú ấy thử rồi. Đấy, chú ấy thử rồi chú bảo là được, đúng không? Được. Thấy dẻo không? Đúng, thấy dẻo dẻo thật. Rồi, ôi đấy, thấy chưa? Nó cho cháo bột sắn vào đấy. Hả? Cháo bột sắn nó trộn vào. Bột chè mà lại cho cháo bột sắn vào. Ôi, các chú thì không biết cái gì cả. Mà đã thế nhá, tôi nói cho chú nghe nhá, cái chè này á là chè đểu đấy nhá. Ừ, nó ở quê nhà tôi ấy, chè ra phơi khắp nơi khắp chốn, cứ chỗ nào trống là phơi, như phơi dạ phơi thóc nhá. Ôi giời ơi, ô tô đi qua cán đi cán lại, trâu bò lợn gà cứ thế là cháo lộn lên xong lại y cả ra đấy. Ôi giời ơi, này cái mùi chè nó bốc lên mùi hôi thối, cứ như là cái phân xanh ủ để bón ruộng ấy. Này, này, chị nói thật nè. Này, tôi mà nói dối nhá, tôi chết luôn. Chứ hóa ra từ nãy giờ là mình là ăn. Thử, rồi thử hàng vốc đây mà. Ôi giời ơi, tôi chết rồi, thôi. Này, này, nghe chị. Vào 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 xong kia móc móc họng ra không có là ngấm vào người là nguy hiểm lắm đấy. Đây đây, vừa cái pha này này, cô phải nói cẩn thận đấy nhá, cô khéo thì lại oan cho người ta đấy. Tôi không nói oan cho người ta, tôi nói cho chú biết nhá, rõ ràng đây là chè đểu này. Đây này, chú nhìn hai cốc chè này đấy, một cốc đục một cốc trong, nhìn thấy chưa? Úi dồi ôi, như nước đất, ngửi xem có mùi không? Mùi khác đấy. Úi dồi, màu khác đấy, thấy chưa? Người ta làm thế này thì nó mới lãi. Chết, sao lại chè sạch không làm mà lại lôi đâu ra cái đám làm chè bẩn thế này nhỉ? Khổ quá, siêu lợi nhuận mà này. Tôi nói cho chú biết này, một cân chè sạch nhá thì phải mất 5 cân chè búp tươi, mà cái loại một tô mà 2-3 lá ấy. Chứ còn cái loại chè bẩn nhá, một cân chè chỉ có 3 cân búp mà giả cân. Thế à? Tôm ấy toàn 7-8 lá thôi. Thực ra thì tôi cũng không hiểu lắm về cái 3-4 tôm 2-3 lá gì đấy, nhưng mà đại loại tức là để làm ra được một cân chè bẩn này là người ta rất là lãi. Lãi, ui dồi ôi, chính vì thế mà nhà nhà làm chè, người người làm chè. Tôi nói cho chú nghe nhá, ui dồi ôi, người ta chỉ cần nhá, ở quê nhà tôi ấy, mỗi gia đình này chỉ cần bỏ 4-5 triệu ra là có thể thành lập một xưởng làm chè. Ui dồi ôi, mà chỉ trong một tuần thu hồi vốn hơn. Chết, siêu lợi nhuận như thế, chả trách người ta không nghĩ gì đến ai cả. Ui giời ơi, làm gì còn nghĩ đến ai, cứ kiếm được tiền là kiếm thôi, làm gì có lương tâm. Ui giời, tôi này, tôi nói cho chú nghe nhé, người ta còn bảo là đã trộn cả phân lân vào đấy. Chết, trộn cả phân lân vào cơ à? Ừ. Đấy, sao họ lại làm ăn đúng là không có cái tình người, không có lương tâm gì cả. Thì nhớ người ta uống chè vào, thế người ta bị ngộ độc thì làm sao? Thế mới bảo là người ta làm gì có lương tâm, lương tháng gì ở đây. Trộn như thế vào thì cái chè nó vừa dẻo này, vừa nặng này, cánh nó lại xoăn này, nước pha ra lại được nước xanh dơn luôn. Chính thế mới là lừa đảo được người tiêu dùng. Này này, thế mà người ta làm như thế, nhưng mà làm nhiều như vậy, nhà nhà làm chè, người người làm chè, thế nhưng mà cứ đi bán rong như thế này thì được bao nhiêu? Chú được ngây thơ quá cơ, chả biết là bán ở đâu. Thế nhưng mà cứ kìm lên, hết bọc túi nọ, ô tô nọ, ô tô kia chở đi này. Bán buôn à? Bán buôn luôn. Này, tôi nói cho chú biết nhá, có người á, trước kia ra chỉ chuyên đóng gạch thôi. Thế mà từ ngày làm cái chè bẩn nhá, vất lên luôn hết xe nọ xe kia. Ui giời, dầu lên trông thấy luôn. Này, hay là họ xuất khẩu? Chả hiểu được. Ừ nhỉ, này, tôi cũng nghe thấy người ta bảo là hình như xuất khẩu đâu sang cái nước láng giềng ấy. Nhưng mà chả biết nước nào, mà chết, có thật không nhỉ? Chết, nếu mà xuất khẩu như thế là còn tệ hơn đấy. Xuất khẩu như thế là nguy hiểm lắm. Mà bây giờ tại sao bà con làm ăn không tính toán gì cả? Cái nước nào đi chăng nữa người ta cứ mua là mình cứ bán hết. Thế bây giờ người ta mua nhiều như thế đùng cái, mai người ta bảo tôi không mua nữa. Thế có phải là bà con mình hỏng ăn không? Thế mới khổ chứ. Chết dở. Mà này, tôi chết. Từ nãy giờ tôi thấy chú bơm chú ăn nhiều lắm. Không hiểu. Này, sao rồi, sao rồi? Đỡ không? Thế nào đấy? Đỡ không? Làm... Ôi giời ơi, làm gì mà cứ rúm cả vào thế này? Hả? Cái thằng bán chè đều đó rồi. Nó đâu rồi nhỉ? Đấy, tôi đã bảo rồi, nó đưa đi công an. Không báo gì nó lình mất rồi còn gì nữa. Thế chú làm sao? Làm sao mà cái rúm thế này? Khổ quá, em vào trong kia em định móc họng,
thì chưa móc được họng thì nó lại tọng ra đằng sau. Giời ơi, miệng nôn chôn tháo bây giờ đau quá. Ngộ độc rồi, chú bị ngộ độc rồi, tôi chết rồi. Này, tôi đúng như là cô Hà cô vừa tả rồi. Đấy, đây chắc chắn là nó làm chè bẩn, nó cho cả phân lân, nó cho cả những cái thứ lằng nhằng em vừa ăn phân rồi. Ôi giời ơi, tôi chết rồi. Giờ chưa khỏi à? Này này, bây giờ làm đau lắm không? Đau. Này, đau bây giờ. Cô có xe máy ở đây không? Có xe. Này, trạm y tế đầu phường nhờ cô chở chú Bơm lên trên đấy xem kiểm tra cái nào nhá. Bác hồi, bác dọn của em trong kia nhá. Được rồi. Muộn quá, vâng. Rồi rồi rồi. Này, nhanh lên có gì về báo ngay cho tôi biết nhá. Vâng, xin chào quý vị và tất cả các bạn. Luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ dù đúng hay sai. Đó chính là tiêu chí của chuyên mục Hỏi Xoáy Đáp Xoay trong chương trình Thư Giãn Cuối Tuần. Và bao giờ cũng thế, sau mỗi tuần là chúng tôi luôn luôn nhận được rất nhiều những câu hỏi của quý vị. Phải nói rằng là những câu hỏi càng ngày càng nhiều và những câu hỏi càng ngày càng hay, càng ngày càng sốc, càng ngày càng xoáy. Và tôi tin chắc rằng giáo sư Cù Trọng Xoay của chúng ta sẽ rất phấn khởi khi nhận được những câu hỏi như thế này. Và bây giờ chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn cho giáo sư Cù Trọng Xoay. Xin chào giáo sư. Giáo sư chào quý vị khán giả. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Phải thú thực với giáo sư là đây là lần đầu tiên trong suốt một năm trời tôi làm việc với giáo sư, đây lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái miệng của giáo sư nó một cách đầy đủ nhất đấy ạ. Chưa có vấn đề gì anh? Dạ, hình như là có điều gì đó rất lạ trên khuôn mặt của giáo sư. Thế ạ? Cái đám mà mọc quanh miệng giáo sư hình như hôm nay nó được gọn gẽ hơn hay sao? Ý em nói là râu của tôi. Dạ vâng ạ. Thú thực với anh là thế này, hôm trước nó mọc dài quá, thế là có một số kiến nó chui vào mà tôi đuổi không ra được. Vâng. Đâm ra là bây giờ tôi phải cắt ngắn đi để dễ kiểm soát tình hình. Thật là tình cờ. Dạ. Tôi đang sửa cái bếp. À thế mà tôi cũng làm quen với nhiều chuyên gia diệt mối mọt. Dạ. Nhân đây cũng xin tặng giáo sư một cái lọ này để giáo sư có thể sử dụng tiện trong cuộc sống. Thuốc diệt kiến này. Dạ không ạ. Đây là thuốc diệt cỏ. Giáo sư cứ xịt thẳng vào miệng của mình trước khi đi ngủ. Tôi nghĩ là cái loại này có lẽ là anh đã dùng rồi, nên là dùng cho quen luôn nhé. Tôi cảm ơn. Dạ vâng. Tôi để cho râu nó mọc, không có dạ, vâng. Như anh. Thế thì giáo sư chịu khó nhá. Dạ vâng. Vâng. Chịu khó. Một bạn gái ở địa chỉ bướm sinh a@gmail.com có tâm sự như sau. Dạ. Em là một học sinh cuối cấp 3 mà để chuẩn bị cho ngày chia tay các bạn vào cuối năm học. Em muốn chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa và đẹp đẽ. Em rất muốn bắt những con bướm để ép vào sổ. Vậy xin hỏi giáo sư, có thể cho em biết các loại bướm được không? Xin mời giáo sư trả lời. Sơ lược về bướm là thế này. Dạ. Bướm là thuộc về loài cánh vảy, vâng, bao gồm có bướm ngày và bướm đêm. Vâng. Bướm ngày là những côn trùng nhỏ, có cánh, vâng, biết bay và thuộc về bộ Lepidoptera. Vâng. Đấy, bướm ngày thì hay kiếm ăn vào ban ngày. Dạ. Và chúng có thể có một màu hoặc là có nhiều màu sặc sỡ. Dạ. Và người ta thường gọi bướm ngày đơn giản là bướm. Dạ. Và hôm nọ người ta vừa bắt được một con bướm khế. Dạ. Là có sải cánh dài tới 24 cm. Ui dồi, bướm ngày này. Sao lại có cái loại bướm to thế ạ? Vâng, thì tôi cũng đang nghiên cứu đấy. Tại vì cũng tiện tiết lộ với anh là tôi cũng có một thời gian là làm chủ tịch hội nuôi bướm của Đại học Bôn Ba. Chủ tịch hội nuôi bướm của Đại học Bôn Ba. Dạ. Tôi nghĩ rằng giáo sư nhận chức chủ tịch hội này chắc không phải là về vấn đề kinh tế. Dạ vâng. Mà xuất phát từ cái yếu tố là thích nghiên cứu bướm tinh thần và cái sự yêu thích. Dạ vâng vâng vâng. Thế xin hỏi giáo sư là cách nuôi bướm thì có khó không ạ? Có 7 nguyên tắc cơ bản trong việc nuôi bướm anh. Vâng ạ. Đó là những nguyên tắc nào? Một, đó là không cho mượn, cho thuê hoặc mang tặng bướm cho bất kỳ ai, vì nếu bị qua tay người này người nọ nuôi bướm thì sẽ ốm chết vì lạ nhà. Nguyên tắc thứ hai là gì? Nguyên tắc thứ hai là không được đánh bướm và bắt bướm phơi nắng. Tôi thấy người ta vẫn mang chó cảnh hay là chim cảnh ra phơi nắng có làm sao? Quá, bướm nó khác. Dạ. Ba là không được nghịch bướm, trêu chọc khi bướm mệt mỏi. Đúng. Bốn, trong trường hợp bướm rung râu vẫy cánh theo phản xạ thì phải cho bướm ăn ngay. À. Đấy. Năm là phải cho ăn đầy đủ từ khai vị đến tráng miệng, phải thay đổi thực đơn liên tục để tránh gây nhàm chán cho bướm. Úi dồi. Mà cái này là phải có chiến thuật đấy. Ôi, lại còn phải có chiến thuật nuôi bướm nữa, sao lạ đấy ạ? Tại vì thi thoảng chúng ta phải là cho bướm nhịn đói. À. Thế xong chúng ta đợi nó đói rồi lại cho ăn liên tiếp. À. Đấy, thì như vậy bướm sẽ ăn được nhiều. Dạ, thế còn nguyên tắc tiếp theo là gì ạ? Phải thể hiện thái độ nâng niu, chăm sóc bướm thật tận tình. Nếu dạ, không là rất dễ bướm bị mắc bệnh trầm cảm. Dạ. Và bảy là cái nguyên tắc này cũng rất đặc biệt. Đó là để chăm sóc bướm của mình tốt nhất thì anh nên tìm hiểu thêm về các loài bướm khác. Dạ. Để tiện có dịp so sánh và tìm hiểu cách nuôi. Như vậy thì sẽ nâng cao được cái giá trị của bướm nhà mình lên. Qua cách trả lời của giáo sư tôi thấy là cái phương pháp nuôi bướm cũng rất là phức tạp. Quá phức tạp. Thưa quý vị và các bạn, nhưng mà tôi lại để ý thấy hai nguyên tắc tôi cho rằng tối quan trọng. Thế ạ? Giáo sư ạ, nguyên đó nào? Chính là nguyên tắc đầu tiên và nguyên tắc cuối cùng. Số 1 và số 7. Dạ vâng. Dạ vâng. Nguyên tắc số 1, giáo sư có nói là không được cho mượn bướm. Cho mượn, cho thuê. Cho thuê bướm. Em tặng. Đúng không? Vâng.
Tức là bướm của chúng ta giữ, chúng ta không được cho người khác thuê sử dụng. Đúng. Thế nhưng nguyên tắc thứ 7 thì tôi lại cho rằng là cũng rất quan trọng. Tuyệt đối nghiên cứu và thực hiện theo nguyên tắc số 1, nhưng nguyên tắc số 7 chúng ta không thể bỏ qua, đó là gì? Thường xuyên nghiên cứu bướm của nhà khác. Đấy. Thì như vậy chúng ta có nhiều kinh nghiệm hơn để về làm cho bướm nhà của mình nó tốt hơn, phát triển tốt hơn. Vâng, đúng không giáo sư? Vâng, đúng. Đúng là chăm sóc bướm mới là cũng như uống thuốc ấy. Dạ, là anh phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Vâng, vâng, cảm ơn giáo sư. Phải nói là tầm hiểu biết của giáo sư rất rộng, rất uyên thâm. Đặc biệt là bây giờ tôi lại biết thêm về nghiên cứu về bướm của giáo sư nữa. Vậy xin hỏi giáo sư, chúng ta quay trở lại câu hỏi chính của bạn bướm sinh, tức là làm cách nào để ép bướm cho tốt? Rất đơn giản. Thứ nhất là nhẹ nhàng bắt bướm, chập cánh của bướm lại, lấy một tay bóp vào ngực bướm. Chừng nào có một tiếng nổ nhỏ. Đoàn. Ừ không, đấy là to quá. Tạch. Đấy. Thì tức là chúng ta bóp cho hết hết khí ở trong ngực. Sau đó chúng ta lấy một miếng xốp và ba cái ghim. Sau đó chúng ta đặt ngửa bướm ra và lấy một cái ghim đầu tiên ghim vào ngực bướm. Hai cái ghim còn lại chúng ta ghim vào hai cánh bướm ở cái phía mà gần với đầu bướm đấy. Sau đó chúng ta là phơi bướm ra nắng. Nhưng nhớ là không phải nắng gắt. Nhưng còn bướm mà phơi nắng gắt là nó dễ bị giòn. Đấy, thì sau đó chúng ta là khi bướm khô rồi thì chúng ta có thể lấy một ít bông để rải phía dưới. Sau đó là lấy một cái miếng kính úp lên để trang trí thế nào đấy là tùy bạn. Đẹp ngay, vâng, đúng rất không? Đẹp. Vâng. Xin cảm ơn giáo sư. Bạn bướm sinh thân mến, như vậy là ngoài cái việc mà giáo sư vừa cung cấp kỹ năng ép bướm thì chúng ta đã có cơ hội để hiểu thêm rất nhiều về các loài bướm cũng như là cách chăm sóc bướm. Xin chúc bạn có những cái món quà thật thú vị. Bướm sinh. Tôi cũng đang muốn nói thêm một chút nữa về bướm đã. Giáo sư muốn nói thêm. Dạ, vâng. Có vẻ hào hứng nhỉ. Dạ, vâng. Vâng, xin mời giáo sư. Thế này anh ạ. Dạ. Bướm trong dân gian là còn có một tên gọi khác nữa. Vâng, vâng. Bướm ngày chúng ta gọi là bướm. Dạ vâng. Bướm đêm chúng ta lại gọi là ngải. Thưa quý vị và các bạn, qua cách trả lời của giáo sư thì chúng ta có thể hiểu và chắc chắn được một điều rằng là bướm đêm thì được gọi là ngải, hay ngải có nghĩa là bướm đêm. Trong bóng đá chúng ta thường được nghe đến cái ngài Ferguson là huấn luyện viên trưởng của đội Manchester United. Và như cách giải thích của giáo sư, ngài Ferguson có nghĩa là bướm đêm Ferguson. Anh là có ý cố tình đùa đúng không? Dạ, ngài Ferguson vâng ạ, vâng. Là tước hiệu hiệp sĩ để nữ hoàng phong tặng cho những người có công với nước Anh. Vâng, chứ còn tôi đang nói bướm đêm được gọi là ngài, chứ tôi không bảo là ngài Ferguson là gọi là bướm đêm Ferguson. Anh đừng có suy luận lung tung vậy. Người ta hiểu lầm. Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là tôi lại xin minh chứng là ngài Ferguson là ngài Ferguson chứ không phải là bướm đêm Ferguson. Bây giờ chúng ta sẽ thư giãn bằng một vài câu hỏi nhanh. Vâng ạ. Giáo sư sẵn sàng chưa? Tôi sẵn sàng. Hai con vịt đi trước hai con vịt, hai con vịt đi sau hai con vịt, hai con vịt đi giữa hai con vịt, hỏi có mấy con vịt? Bốn con. Có bốn con vịt. Vâng. Xin cảm ơn. Đàn Ta Lư là nhạc cụ của dân tộc nào? Vân Kiều. Thế còn đàn Ta In? Hà Nhì. Ranh giới tự nhiên giữa châu Âu và châu Á là gì? Là dãy Uran, hiện nay thuộc Nga. Mã vùng biển số xe của Yên Bái là bao nhiêu? 21. Điện Biên? 27. Lâm Đồng? 49. Tiểu thuyết Người đọc của tác giả nào? Bernard Spring. Vâng, chuyên mục copy bơm vá trong chương trình thư giãn cuối tuần do hai diễn viên nào đảm nhiệm? Tự Long và Công Lý. Vâng, xin cảm ơn giáo sư. Một cháu tên là Tiến Long, 7 tuổi, có gửi: hôm trước cháu đi về quê với gia đình, khi đang đi trên xe ô tô thì em gái cháu muốn đi vệ sinh. Ba cháu nói tìm chỗ nào đồng không mông quạnh cho nó tế nhị. Cuối cùng khi xe đỗ lại thì em gái cháu đã bị đái dầm. Xin bác giáo sư cho biết đồng không mông quạnh là ở đâu mà xa thế, gia đình cháu đi mãi mà không tới. Xin mời giáo sư. Cái câu thành ngữ này nó đã ra đời có từ hàng trăm năm nay rồi. Hàng trăm năm ạ. Và đặc biệt là nó có liên quan đến cụ tổ nhà tôi. Liên quan đến cụ tổ nhà giáo sư. Xin hỏi giáo sư, cụ tổ nhà giáo sư tên là gì ạ? Cù Trọng Trục. Cù Trọng Trục. Sao lại cái tên này lạ thế nhỉ? Thì có trục thì mới quay được chứ. Vâng 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 vâng. Cù Trọng Trục. Để ra rồi con cháu chắc đến đời của giáo sư là Cù Trọng Xoay. Xoay trên cái trục đấy, hay quá. Vâng, bây giờ nói tên cả dòng họ giáo sư ra chắc là khán giả sẽ ngất hết vì chóng mặt. Thôi rồi, chúng ta đã bàn về cái câu trả lời của tôi cơ mà. Dạ vâng vâng. Tức là cái câu thành ngữ này nó ra đời từ cách đây hàng trăm năm rồi. Vâng. Xuất phát từ việc đó là cụ tổ nhà tôi trong một lần đi xe đạp lên tỉnh chơi. Vâng. Đến lúc về thì cụ bị buồn giống như là cái cháu em đấy. Vâng, đấy. Vâng, vâng. Thế là cụ mới đến một cái đoạn đồng vắng. Dạ. Cụ mới dựng xe một gốc cây to. Dạ. Và đi xuống phía dưới ruộng để giải quyết. Dạ vâng. Đồng không quay cả. Dạ. Đồng không. Dạ đồng không. Và sau khi giải quyết xong lên thì ôi thôi, cái xe đạp bốc hơi mất. Dạ. Đấy. Thế là cụ đứng
đờ đẫn cả người ra, không biết làm sao bây giờ. Và cái yên xe đạp cũng đi theo cùng cái xe đạp. Thế là mông không còn cái gì để ngồi cả thì tự nhiên thấy quạnh quẽ. Thế là trong cái hoàn cảnh đấy, cụ tự nhiên là bật ra thành câu thành ngữ đấy là đồng không mông quạnh. Tức là đồng không mông quạnh. Thưa quý vị, đồng không mông quạnh, câu này xuất phát từ một cụ có tên gọi là cụ Cù Trọng Trục. Vâng, là cụ tổ của giáo sư Cù Trọng Xoay đây. Là qua cách giải thích của giáo sư thì cháu cũng đã hiểu phần nào đồng không và mông quạnh. Tất nhiên là cháu cũng nên tham khảo thêm ý kiến của những người xung quanh, của ông bà hay cha mẹ. Cũng biết đâu rằng rất có thể cụ tổ nhà cháu là người phát minh ra câu đồng không mông quạnh. Đồng thời tôi cũng xin nhắn nhủ cho cháu Long và em của cháu Long cũng như là tất cả mọi người chuẩn bị đi chuyến xe dài thì hãy giải quyết nỗi buồn trước để tránh gặp phải những trường hợp khó xử đi mãi mà không đến đồng không mông quạnh. Còn những người mà đi xe đạp chẳng hạn mà gặp phải cảnh đồng không thì cố gắng vừa làm gì đó vừa để ý cái xe đạp của mình, nếu không lại rơi vào cảnh mông quạnh. Một bạn nữ giấu tên, chắc là tế nhị lắm mới giấu tên, có gửi câu hỏi đến chương trình. Em là một cô gái đang ở lứa tuổi mới lớn. Mọi người nhắc nhở em không được ăn mặc hở hang. Vậy hở hang là hở gì, thưa giáo sư? Trước tiên khi nói về hở hang, chúng ta cần hiểu khái niệm thế nào là hang. Đấy. Hang là một khoảng trống tự nhiên. Trong một cái chừng mực nào đấy chúng ta có thể hiểu là khe kẽ. Thì hở hang tức là hở những cái khoảng trống tự nhiên khe kẽ đó. Mặc váy hay là áo ngắn tay cũng bị coi là hở hang không? Hở chứ. Tại vì là cứ mặc trang phục nào mà hở quá đầu gối lên, hoặc là hở quá khuỷu tay lên, là đều là hở hang hết. Đây đây, chẳng hạn như là đây này, đây đây thì là gọi là kẽ đấy. Đây cũng là hở hang đó, hở hang. Đấy, đấy. Là áo sát nách nữa thì đúng là hở hang quá. Đấy, quá sát nách. Vâng, thế xin hỏi giáo sư, thế nếu như mặc hở lưng thì có gọi là hở hang không? Hở lưng thì người ta lại gọi là hở đồi anh ạ. Sao lại gọi là hở đồi? Tiện nói về hang, tôi xin nói về đồi. Dạ. Đồi là cái vùng cao hơn, có một cái vùng địa hình cao hơn so với lại cái mặt bằng xung quanh thì người ta gọi là đồi. Chẳng hạn như là vai này, xương bả vai phía sau này, đấy, những cái chỗ nó cao hơn thì gọi là đồi. Nhô cao lên, nhô cao lên thì gọi là đồi. Chính vì thế hở lưng là hở đồi. Mà anh là đang hở đồi này. Tôi ạ. Trên mặt đấy, trên mặt đấy đang hở đồi. Trên mặt ạ. Đấy. Đấy. Đồi cái đồi. Thế là giáo sư là thế. Ở trên đồi tôi thì có hang ạ. Dưới một tí thử xem nào. Đấy. Đây là hang. Đúng rồi. Về cơ bản thì đồi và hang là có quan hệ mật thiết với nhau. Dạ. Đồi càng cao thì hang càng sâu, càng đẹp. Dạ. Mà đồi càng thấp thì hang càng nông, càng rộng. Dạ vâng. Nhìn chung là vậy. Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư. Bạn nữ giấu tên thân mến, như vậy là qua cách giải thích của giáo sư chúng ta có thể thấy rằng là ăn mặc hở hang là bạn hở những khe kẽ hay là đồi một cách tự nhiên trên cơ thể bạn. Và để trở thành một cô gái thùy mị nết na và đẹp trong mắt mọi người thì tốt nhất bạn không nên ăn mặc những cái gì, những cái bộ quần áo trang phục nào mà nó hở khe kẽ hay là đồi. Thưa giáo sư, em là vũ nữ Khánh Lan. Năm nay em 16 tuổi, cao 1m75, nặng 52kg. Da trắng, mắt to. Ước mơ của em cũng như gia đình là sau này được trở thành một hoa hậu. Ngoài em luôn nhắc nhở rằng làm hoa hậu phải biết giữ lời ăn tiếng nói và am hiểu về tiếng mẹ đẻ của mình. Đúng. Cái này hay. Vâng. Em để ý thấy mẹ em ấy hay nhắc em mỗi khi đi học về là đi rửa giấy đi con. Em nghe lời mẹ cũng đi vào nhà tắm nhưng không biết giấy là gì để rửa dù đã tìm rất kỹ. Cái này thú vị. Vâng. Giáo sư có thể cho em biết giấy là cái gì không mà em tìm mãi không được? Họ giấy có tên khoa học là Araceae. Vâng. Thì cây giấy hay còn có những cái họ tương tự như là cây khoai nước. Vâng. Cây dọc mùng. Dạ. Thì lá là có hình mũi mác. Dạ. Phía sau là hình lông chim. Dạ. Chúng hay mọc ở các cái vệ ao, vệ. Cái này tôi biết. Vệ hồ đấy. Dạ vâng. Thì trong trường hợp này bạn này thì chắc là nhà không phải là trồng khoai trồng giấy gì. Dạ. Vâng. Thì đâm ra trường hợp này là rửa củ giấy hay cây giấy là cũng bị loại trừ. Thế tóm lại là rửa giấy là giấy nó là cái gì ở đây? Đấy, đó là trong những câu nói hàng ngày của chúng ta. Vâng. Chúng ta rất hay nói thêm những cái từ đệm vào để cho câu nói trở nên là nuột nà hơn, nghe nó êm tai hơn. Vâng. Chẳng hạn như này, dạ. Bây giờ mẹ bạn đấy bảo rằng là con đi rửa đi. Vâng. Thì bây giờ bạn ấy biết là rửa cái gì? Đúng. Đấy,
thì là trong câu nói hàng ngày thì người ta hay đệm những cái từ chẳng hạn như từ láy, những từ đồng âm vào, gần như là rửa ráy. Thì bạn ấy sẽ hiểu ngay rằng là đi rửa ráy tức là đi rửa chân, rửa tay, mặt mũi mà không phải là tắm thì gọi là rửa ráy. Vâng. Như vậy là bạn Lan thân mến, qua cách giải thích của giáo sư chúng ta có thể thấy ngay và bạn cũng nên hiểu rằng rửa ráy mẹ bạn nhắc bạn ở đây có nghĩa là rửa chân tay, mặt mũi hay là bất kỳ một chỗ nào đó nhưng không phải là tắm. Đúng rồi. Đồng ý không ạ? Ngoài ra cũng theo cách giải thích của giáo sư thì chúng ta cũng có thể hiểu rằng là cái câu rửa ráy này đôi khi một từ nó có nghĩa nhưng mà từ thứ hai chỉ là nói cho nó có thuận, có âm rồi, thuận. Đúng rồi. Ví dụ như là ấm cúng này. Đúng không giáo sư? Rồi. Tắm táp này, mịn màng, đấy là những cái từ mà chúng ta đọc cho nó phấn khởi thôi. Vâng. Cho nó mịn màng câu nói thôi chứ không phải là nó có ý nghĩa gì ở những từ sau cả. Vâng, đúng một không? Từ có nghĩa và một từ thì thường là không có nghĩa. Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư rất nhiều. Vâng. Qua chương trình hôm nay thì giáo sư đã cung cấp cho quý vị khán giả rất nhiều những kiến thức về rửa ráy này, về nuôi bướm này, về cách ép bướm và rất nhiều những kiến thức có thể nói là rất bổ ích khác. Vâng. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư. Vâng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Là tôi dị ứng với cả tiếng ồn. Mà sáng nay ra tôi vừa mới chợp mắt được một lúc thì cô ra đây cô hắt xì là như thế nào hả? Em xin lỗi mình. Lần sau em không. Tôi nói cho cô biết nhá. Tôi không có nhiều lỗi để cho cô xin, cô hiểu chưa? Nhá. Cô ăn không ngồi rồi ở cái nhà này. Xong rồi mở mồm ra là xin. Chia tay ra là xin. Tôi lao lực tôi đi tôi kiếm tiền ở ngoài đường về để nuôi mẹ con cô. Mẹ con cô ăn không ngồi rồi, chỉ biết xin thôi. Hả? Kiều Bình, em có xin xỏ gì mình đâu. Em cũng phải đi làm ruộng chứ em cũng ngồi chơi xơi nước đâu. Mình buồn cười. Cãi. Mọc đâu ra cái kiểu cãi hả? Tôi chưa nói xong cô đã cãi xong rồi. Cô thấy tôi há mồm ra cô nhảy luôn vào cổ họng tôi cô ngồi. Thế là thế nào? Hả? Em nhảy đâu. Lườm à? Lườm này. Khinh không nhìn chồng, nhìn xuống đất, nhìn kiến à? Hả? Vênh mặt lên nhìn chim. Thế bây giờ em phải làm thế nào? Anh chị mới sáng ra mà làm cái gì to tiếng thế hả? Không phải là to tiếng. Con là con đang dạy vợ con bố ạ. Thế thì được. Chị Mắm này. Dạ. Dạ, con vàng nhà mình lứa vừa rồi nó đẻ mấy con nhỉ? Dạ, dạ thưa thầy là đẻ được 7 con. Hai con được 5 con cái. Hai con thì thầy ăn, hai con chồng con ăn, còn lại là con ăn. Tôi không nói về cái chuyện ăn chó. Mà tôi muốn nói với chị thế này này. Đấy chị xem. Con vàng nó còn biết đẻ ra con đực con cái. Chứ còn chị đẻ ra toàn vịt rời với thịt đỏ. Chị phải xem học tập nó như thế nào đi. Kìa thầy, sao thầy lại ví con với chó thế ạ? Thế thì tôi xin lỗi chị. Tôi không dám đụng đến nhà chị nữa. Tôi là người ít học. Thôi để anh chị nói chuyện với nhau, trình độ học vấn cao hợp hơn. Tôi xin phép tôi về. Thầy, kìa, thầy ơi, con có ý đấy đâu ạ? Cô ra đây tôi bảo đây. Cô nghe rõ chưa? Lúc nãy cô nghe rõ bố tôi nói chưa? Cô thử xem là có một người chồng nào nhục nhã như tôi không? Tôi nhục nhã với họ hàng, nhục nhã với bà con láng giềng này. Cô mang tiếng là không biết đẻ, cô hiểu chưa? Ai đời đẻ 4 đứa con gái bao giờ? Lỗi phải ở em đâu mình. Có phải em muốn đẻ con gái mà muốn đẻ con trai là được đâu. Ô hay, thế cô đẻ hay tôi đẻ? Em đẻ. Thế lỗi không phải ở cô thì lỗi tại ai? Thế nhưng mà mình,
cô phải biết tính toán ngày nào là đẻ con trai, ngày nào là đẻ con gái. Ô hay, thế bao nhiêu lần mình tính toán đấy thầy? Mình phối kết hợp đủ thứ nhá, nào là dân gian, nào là cổ truyền nhá, thế mà có được đâu. Đấy là tôi nghe người ta mách, thì tôi về tôi áp dụng thử. Nó không được thì bây giờ tôi mới phải đi tìm thầy, mà tôi tìm được rồi. Tìm được rồi ý ạ? Tôi tìm được một ông pháp sư chữa cho đẻ con trai mà chỉ chữa trong một ngày thôi. Pháp sư? Ờ. Chữa một ngày được con trai? Đẻ luôn con trai. Úi dồi ôi, thế thì mình phải dẫn em đến ngay. Đi luôn nhá. Đi luôn nhá. Đi. Yêu cho biết bao đêm, yêu cho biết nồng cay, tình còn đây, tình là vài trang giấy, dòng mực xanh còn đây. Lại coi thầy ạ. Chào thầy ạ. Thầy ạ. Cái người. Dạ. Ôi dồi ôi thầy ơi, bây giờ là trẻ con bây giờ nó toàn chơi robot trái cây với lại năm anh em siêu nhân thôi, mà bây giờ thầy lại còn ngồi thầy chơi mấy cái đồ này nữa. À là tôi chơi. Dạ. Đây là giáo cụ trực quan của tôi để bảo là đồ chơi của tôi. Thế ạ? À? À, giáo cụ trực quan này. Tôi phải dùng cái giáo cụ trực quan này để nghiên cứu. Nghiên cứu thì trị bệnh. Thấy chưa? Thầy giỏi tôi lắm. Vâng ạ. Thầy ơi, thế thì thầy cho em xin thưa chuyện với thầy thế nào? Có chưa cả mà. Mình để em trình bày. Ui, có cái áo đẹp quá nhá. Ôi thầy. Dạ, cứ tranh đứng kia đây trình bày hẳn ở đây này. Dạ vâng. Đây, mình, đấy đứng cho đàng hoàng. Vâng. Dạ em xin trình bày với thầy thế này ạ. Dạ vợ chồng em lấy nhau tính đến thời điểm này đã được 8 năm 3 tháng 4 tuần và 15 ngày 25 phút. Vâng ạ. Có nghĩa là yêu nhau một tháng xong cưới ấy. Vâng. Cái chuyện là cưới vợ này phải cưới người tay. Vâng. Chớ để lâu ngày là thằng Khang nó dắt đi. Dạ thầy để em trình bày tiếp ạ. Trình bày và cái quãng thời gian đẹp nhất trong đời em ấy là cái quãng thời gian được yêu. Đây. Sao thế thầy? Đây tôi chỉ bày ra. Vâng ạ. Cây thuốc đây. Cây thuốc đấy. Đứng hẳn lên trên đây. Đứng đây. Cứ từ từ. Lúc đấy em đẹp lắm. Đẹp lắm. Đẹp như một bó hồng ấy. Vâng. Và em yêu tất cả các loại thú vật. Yêu hoa hồng. Hết sự giả dối. Đấy. Vâng. Đấy. Tôi cũng thế đấy. Tôi này rất là yêu súc vật và ghét sự giả dối. Ôi tôi này, tôi rất thích những người phụ nữ mà nó có chất thơ. Nó như cô ấy. Đấy, thế là thích. Thế là thầy đồng cảm quá. Thầy bắt mạch à? Có tí bắt mạch. Mình để em trình bày tiếp. Chị trình bày thôi. Cứ ngồi bình thường mà trình bày. Đúng không ạ? Dạ, báo cáo thầy. Vợ chồng em lấy nhau được một năm. Sống rất là hạnh phúc. Đấy. Hai bên gia đình rất là ủng hộ. Thế là vợ chồng em sinh được một cháu rất là kháu khỉnh. Sống hệt bà. Giống hệt bà. Vâng. Thế là một năm nữa trôi qua, em lại sinh được một cháu vô cùng kháu khỉnh. Giống hệt mẹ. Giống hệt mẹ là quá xinh nha. Xinh. Dạ vâng. Thế là một năm nữa, em lại sinh được một cháu gái. Giống hệt gì ạ? Giống hệt gì? Vâng. Và một năm nữa, em lại sinh được một cháu nữa. Giống... Giống thế rồi ạ. Giống lại giống chị nó. Giống chị ạ? Thế chính vì như thế cho nên là em mới muốn là đến đây để xin thầy xem thầy có cái phương cách nào hay phương thuốc nào thầy chữa trị cho vợ em. Để lại một đứa con gái khóc hình gì? Không. Em thế thì em xin thầy làm gì? Bây giờ bọn em là muốn có một thằng cu để nối dõi tông đường. Vâng, để nối dõi tông đường. Thằng cu nối dõi tông đường gì? Vâng. Qua chị. Ôi thế ạ? Ôi thế đi, chăm chị nhờ thầy ạ. Riêng đến với thầy nhá. Vâng. Thầy biến cái gì ra cái đấy? Thầy đã làm phúc rồi nhiều đôi rồi. Thầy biến con gì ra con đấy? Đấy, có thể biến nửa nam nửa nữ. Được. Thầy ơi, vợ chồng em chỉ muốn có một thằng cu để nó nối dõi tông đường thôi. Thằng cu bây giờ nhà em là có 4 đứa rồi mà toàn giống chị mới giống mẹ mới cả giống bà, thế thì sao thế thầy? Chết rồi. Ôi trời ơi, sao đấy ạ? Chết rồi. Sao ạ? Mặt quá hám. Hám à? Mặt cực hám. Thế ạ? Cái mặt này toàn âm khí thôi. Thảo nào không có con trai là phải. Trời ơi. Thầy xem kỹ hộ lại xem ạ. Hiện nay ở trong người cô ấy, vâng, có một con quỷ. Đấy, nó đang tạm trú trong người cô ấy. Ủa thế ạ? Nhưng con quỷ này là ai cô có biết không? Sợ không ạ. Là con quỷ. Là đây. Hả? Sao thầy bảo em là quỷ? Tôi không bảo anh là quỷ. Vâng. Tôi bảo con quỷ ấy, vâng, nó tạm
vạn trú trong người vợ anh như nó lại thường trú ở trong người anh. Ôi giời ơi. Đấy. Bây giờ thầy có bây giờ nào? Đã đến đây là phải có cách rồi. Vâng. Đương nhiên là phải có. Đấy, anh ngồi xuống đây. Thầy ơi. Sao? Thầy vẩy cái nước gì vào người em mà nó cứ khai khai như là nước giải. Ôi thì đúng, nó là nước giải cái gì. Ôi thầy lại vẩy nước giải vào người em. Ôi anh không biết gì. Ma quỷ nó thường sợ bẩn. Mà cái nước giải ấy, thế là nó bẩn thì nó mới trục xuất được cái con quỷ khỏi con người anh mới có cái dai được. Thế nhưng mà thôi thầy ơi, thầy xem có cái phương pháp nào mà nó không bẩn bẩn ấy. Có nghĩa là anh không thích cái biện pháp mà này gì. Vâng ạ. À, thích chặt chẽ hơn ấy. Vâng, nó sạch chặt tí thôi. Bây giờ tôi yêu cầu anh ngồi thẳng. Đấy, giữ tư thế thoải mái. Đấy, để tôi trị. Thầy sao thầy lại đấm em đau thế? Em đau quá thầy ạ. Nhiều nghiệp rồi đấy. Con quỷ nó đã biết sợ, nó biết van xin, nó biết đau rồi. Không phải đâu, không phải con quỷ đâu mà là chính em đau ấy ạ. Chính đau gì, có một con dài không? Dạ có. Mình ơi, thôi vì con nhé, mình chịu khó nhé, mình chịu khó. Đấy, cái vừa rồi nó chỉ là cái biện pháp thủ công thôi. Đấy, còn bây giờ tôi phải dùng cái biện pháp mạnh thì cái con quỷ nó mới trục xuất ra khỏi con người anh. Vâng ạ. Đúng không? Anh phải ngồi im. Vâng. Để tôi tiếp tục làm đây. Vâng. Anh thấy thế nào? Ôi trời ơi. Đau không? Đau không? Ôi dồi ôi thầy. Thầy dùng cái phương pháp gì mà đau thế? Cái phương pháp đấy ở trong cái trưởng bộ 9 tập ấy, nó gọi là phi công. Ôi. Đấy. Thế nó mới trục xuất được con quỷ ra khỏi người anh. Ôi thầy lại thầy lại phi công vào lưng em. Ờ, thấy đau không? Quá đau ạ. Đau là tốt đấy. Đấy, xong đấy. Con quỷ là sắp đi rồi đấy. Nó đi rồi gì? Ờ, nó đi rồi. Vâng. Thế bây giờ còn biện pháp gì? Biện pháp của anh là xong. À, thế đấy, của anh là xong. Thế bây giờ này, anh ra kia. Anh úp mặt vào cái chum. Đấy. Anh úp mặt vào cái chum cho tôi. Đấy, thấy không? Úp mặt vào đây ạ. Ờ, phải úp vào đây. Có muốn có dài không? Có, nhưng mà nhỡ chết đuối hay sao ạ? Chết làm sao được. Ấy vào đây nhá. Thì tất cả cái âm khí của con quỷ nó sẽ tan biến ở trong cái chum này. À, đấy. Vâng. Úp vào nào. Vâng. Đấy. Bây giờ đến lượt em. Dạ vâng ạ. Đấy, thầy sẽ dùng biện pháp là trị xạ tình cảm kết hợp với vật vã trị liệu. Đấy, đảm bảo là em sẽ ổn và sẽ có con dài. Thế là rồi. Đúng không? Vâng, em chăm sự nhờ thầy ạ. Dạ. Vâng. Trông em này rất là xinh. Vâng. Thế nào lại vớ phải cái thằng kinh kinh. Chẳng là gì. Kinh kinh là thế nào thầy? Em nhìn mặt thằng kia kìa. Nó có hãm không? Mặt thằng này nhá, thầy tuyên bố một câu gọn luôn là không bao giờ có con trai. Đấy. Xem về phong thủy, thằng này không thể có được. Thế à? Mà chỉ có anh mới giúp em có con trai thôi. Ui ôi, quý quá. Chăm sự em nhờ thầy. Đấy. Vâng. Thế thì bây giờ thế này. Vâng. Thầy sẽ trị xạ cho em. Vâng. Bằng cách em hãy quên hết mọi thứ xung quanh. Quên hết. Đấy, hãy coi thằng kia như không có gì. Coi như không có gì. Không có ở đây. Vâng. Đấy, hãy coi nó như anh. Thế là có nghĩa là em phải coi thầy như chồng em. Đấy. Em nhắm mắt lại. Nhắm mắt. Em đã thấy gì chưa? Có, em thấy rồi ạ. Thấy thế nào? Dạ em thấy nóng nóng ráp ráp. Thế này nóng nóng ráp ráp. Dạ dạ. Đây ạ, tay thầy ạ. Vâng. Bây giờ thế này. Em trâu mỏ em ra. Đấy. Thầy sẽ chi xạ vào môi em. Đấy. Đấy. Em mới quên hết trời. Quên hết. Ai đồ. Cái gì đấy? Hả? Thầy có gì? Dạ không, nhưng mà thầy có cái phương pháp nào mà nó tế nhị hơn một tí được không ạ? Mua có dài không? Dạ có. Tôi đang trị xạ này nhảy ngang vào. Thì đấy thì thầy có cái phương pháp khác mà nó tế nhị hơn chứ. Chứ thầy như này thì khác gì thầy hôn vợ sẽ em. Có phương pháp khác. Nhưng mà dạ, bằng cái chung. Mình chịu khó. Mà vô vẩn như ta đang làm việc. Đấy nó hãm quá đấy. Khổ ghê. Úp mặt vào đấy. Thôi thầy thông cảm. Vâng ạ, thôi thầy lại xạ đi ạ. Bây giờ anh sẽ chuyển sang phương pháp mới cho em. Vâng. Đấy, bằng cái biện pháp là vật vã trị liệu. Đấy. Bây giờ em hãy ngồi xuống đi. Em ngồi xuống ạ? Ừ. Vâng. Và hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể em ra. Thả lỏng ạ? À. Xong là em mơ màng, em tưởng tượng ra khung cảnh bao la, trời đất giao hòa. Đấy. Em coi tất cả như không còn gì hết. Hãy coi cái thằng đầu đất kia như không có. Và bên cạnh em chỉ có người đàn ông đích thực của đời em. Đó là anh.
em dựa vào vai. Đã khuya rồi mà ngồi đêm sao chưa ngừa nhà nhà đôi bờ vai. Thầy ơi, cái vật vã này của thầy làm em hết hồn thế ạ. Thế, thế nó mới trăng khuyết em ạ. À? Đấy, nó có vầng trăng khuyết, nó có vầng trăng khuyết nó mới lãng mạn, nó mới thể hiện một cái gì đó nó dung hòa. Đây, em tiếp tục giang tay ra. Đấy, đấy, để anh tiếp tục trăng khuyết cho em. Đấy, lại dựa vào đấy. Thế thầy có vật vã em không ạ? Có, vẫn vật vã. 3/4 chia làm đôi, 2/2 chia làm hai. Giờ mới biết đâu là yêu. Đấy, em thấy gì chưa? Dạ, em thấy rồi ạ. Thấy gì chưa? Dạ rồi ạ. Đấy, ui, trời đất bao la, dung hòa. Sao tay em ướt thế? Anh làm cái trò gì đấy? Thầy lại ôm vợ em. Ôm cái gì hả? Sao anh lại xem vào bệnh án của tôi? À, em có dám xem vào bệnh án của thầy đâu. Em chỉ muốn là thầy tìm xem có cái phương pháp gì nó tế nhị hơn một tí nữa. Lúc nãy thầy chuẩn bị hôn vợ em rồi, bây giờ thầy lại ngồi ôm vợ em giữa thanh thiên bạch nhật này thì cái vớ vẩn. Muốn cái biện pháp nó tế nhị ấy. Dạ vâng ạ. Có ngay luôn. Vâng, đấy. Vâng. Thì bây giờ đi vào phòng riêng. Vào phòng riêng của thầy làm gì ạ? Chả hiểu gì. Vào phòng riêng ấy để nó vô trùng, nó cách ly. Đấy, nó không bị những cái loại ký sinh trùng nó bám ở vào, đúng không? Vâng, đây, vâng, đây. Thế xong còn làm gì nữa hả? Thì vâng, rồi đó, mình lại rửa ảnh. Sao rửa ảnh á? Ờ, thì em không biết cái công nghệ rửa ảnh à. Muốn rửa ảnh thì phải 3-4 tối. Vâng. 3-4 tối mới rửa được ảnh nét. Vâng. Mới có ảnh nét thì mới có con trai được. Ủa, thế à? Vâng, vâng, vâng. Dừng lại. Ông bỏ cái tay. Tôi nói cho ông biết nhá. Tôi nhịn ông suốt từ lúc nãy đến giờ rồi nhá. Ông lừa hết phương pháp này đến phương pháp khác nhá. Bây giờ nhá, không cần một phương pháp nào của ông nữa. Có muốn có con trai không? Không. Muốn có cái này không? Không. Mình ơi, hả? Em muốn rửa ảnh. Muốn có cái này không mà rửa? Không. Không rửa giấy gì cả. Con nào cũng là con, đi về. Không cần nữa. Thì có muốn có con trai không?